sáng ngày 30 tháng 1 năm 2023, tức ngày 9 tháng Giêng năm Quý Mão, huyện Triệu Sơn trang trọng tổ chức khai mạc lễ hội Đền Nưa Am Tiên năm 2023. Kỷ niệm 1775 năm khởi nghĩa Bà Triệu 248-2023. Tham dự lễ khai hội năm 2023 có các đồng chí đại diện các ban sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Lê Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Đồng chí Lê Kim Chất, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Vũ Đức Kính, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban dân huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện các ban phòng ngành cấp huyện. Các đồng chí là lãnh đạo đảng chính quyền thị trấn Nưa, đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện và du khách thập phương. Đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Ủy ban dân huyện, phó trưởng ban tổ chức lễ hội, đọc diễn văn khai mạc lễ hội Đền Nưa Am Tiên năm 2023. Trong giờ phút khai hội linh thiêng, đồng chí Lê Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban dân huyện đã đánh trống, đánh cồng khai hội Đền Nưa Am Tiên năm 2023. Sau màn đánh trống, đánh cồng khai hội là nghi lễ kính thỉnh, chúc văn và nghi lễ mở cồng trời tại huyệt khí quốc gia. Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Triệu Sơn và đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương cùng thực hiện các nghi lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà an lành, hạnh phúc, xã tắc giang sơn đời đời hưng thịnh. Ngay sau phần lễ, phần hội được tổ chức với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa do các nghệ sĩ, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa biểu diễn, ngợi ca lòng yêu nước và công đức của Bà Triệu. Năm 248, tại Ngàn Nưa, Bà Triệu Thị Trinh đã chiêu mộ binh sĩ và rèn luyện nghĩa quân phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi giặc Ngô, lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, viết nên những trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, sau khi nữ tướng Triệu Thị Trinh mất, nhân dân trong vùng đã lập nên đền thờ và hàng năm đều tổ chức lễ hội để ghi nhớ công ơn của bà. Theo truyền thuyết, đỉnh Am Tiên không chỉ là nơi luyện kiếm mài gươm của nghĩa quân Bà Triệu, mà còn là một trong ba huyệt đạo lớn của quốc gia, nơi đất trời giao hòa. Về công tác lễ hội Đền Nưa Am Tiên xuân 2023, có thể nói là rất thuận lợi. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái lễ hội mà thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong công tác lễ hội thì trước hết là có sự chuẩn bị từ sớm và chặt chẽ. Vì vậy mà ban tổ chức lễ hội của huyện đã được thành lập khá sớm và triển khai các cái nội dung liên quan đến công tác lễ hội. Và khi triển khai tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Nưa Am Tiên thì tại di tích Am Tiên, như chúng ta được biết là đã được chuẩn bị khá kỹ, nhất là công tác kiểm tra từ an toàn giao thông, đảm bảo việc phân luồng, phân tuyến để các đội xe, đoàn xe và xe của du khách về tham quan di tích được thuận lợi và an toàn. Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng được ký cam kết với các nhà hàng, quán ăn và những người bán hàng ở trên khu vực di tích trong thời gian diễn ra lễ hội. Và có thể nói là công tác chuẩn bị của lễ hội Xuân Quý Mão 2023 đã được diễn ra trong cái không khí từ những ngày Tết cho đến khi khai mạc lễ hội, và trong quá trình tổ chức lễ hội thì rất là thuận lợi và được nhiều người khẳng định nó là đủ là điểm đến cho du khách thập phương trong thời điểm hiện nay. Người và đến với Am Tiên không chỉ lần này là lần đầu tiên, chúng tôi rất nhiều lần đến, hàng năm chúng tôi có mặt, và Am Tiên có sự thay đổi rất là nhiều, đó từ phong cảnh và từ cái vệ sinh công tác trật tự an ninh cũng rất là tốt. Và chắc chắn rằng tất cả du khách ngày hôm nay có mặt tại đền Am Tiên cũng, chúng tôi thấy mọi người thực hiện đúng quy định của đền, của ban tổ chức lễ hội đề ra, và thực sự làm tốt công tác an ninh trật tự để đem lại một cái cảnh quan thật đẹp. Đó là mảnh đất tâm linh luôn để lại một dấu ấn lịch sử cho du khách đến với Am Tiên. Lễ hội Đền Nưa Am Tiên đã thu hút được hàng vạn du khách thập phương cùng các tăng ni Phật tử nô nức hành hương về tham dự. Đây là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn, công đức của nữ tướng Triệu Thị Trinh và các vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước.
đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ sau, là dịp để quảng bá nét đẹp về đất và con người xứ Thanh, là dịp để huyện Triệu Sơn thể hiện lòng hiếu khách, tạo điều kiện tốt nhất để du khách an tâm tham quan, chảy hội và thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Lễ hội Đền Nữ Am Tiên sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng Giêng âm lịch.